Xin kính chào toàn thể bà con. Vâng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2020. Dạ vâng, tôi đang quay video trực tiếp tại xưởng sản xuất lồng đựng gà vịt các loại. Đây là tổng kho chuyên sản xuất và bán buôn bán lẻ các loại lồng đựng gà vịt. Đấy, hiện tại là các nhân công đang lắp 500 lồng cho khách tại Sơn Tây, Hà Nội. Dạ vâng. Bên chúng tôi thì sản xuất các loại màu vàng này, màu xanh, nhựa PP nguyên sinh, trọng lượng 4,7 kg. Dạ vâng. Kích thước này, chiều dài 75, rộng 55, cao 26. Đây, xin nhiều bà con đang lắp ráp đấy. Năm trăm lồng ấy chuẩn bị ra cho khách. Ai có nhu cầu về lồng đựng gà vịt này, vui lòng đến xưởng sản xuất Hồng Phúc, địa chỉ Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Và rất mong được hợp tác nhé. Xin chào bà con.